Ok các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chill chill với cái tựa game The Power of Love 2 anh em nhé. Năng lượng của tình yêu phần 2 anh em ạ. Cái tựa game này thì lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mình mới chơi thử xem nó như thế nào anh em ơi. Vừa nãy thì mình có vào mình test thử thì như này chạy như này đây. Mới là chơi như thế nào, ấn space để chặt hai cái này này. Xong sau đó thì sẽ ăn quả táo này để nâng cấp thêm sức mạnh này. Còn phải phá nhiệm vụ của anh em mình là phải phá như là phải phá cái tháp này đúng không? Là phải phá hủy cái tòa tháp này đúng không nhỉ? Mình không rõ nữa, bởi vì cái tựa game này nó ra mắt cũng khá lâu rồi mà cái game này nó không phải là game ở trên cái nền tảng nào cả mà nó là game ở trên trang web. Nên là chơi thử xem nó như thế nào anh em ạ. Chúng ta sẽ phải đánh mấy cái cây này ăn quả táo này, tăng thêm sức mạnh ở bên trên góc trái màn hình nha anh em nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ đánh cái tòa tháp này để lấy thêm xu anh em ạ, lấy thêm xu, lấy thêm vàng để có thể nâng cấp thêm được sức mạnh hoặc nâng cấp thêm được những cái vũ khí cái thứ lên anh em nhá. Ok. Thì ở đây mới chỉ là ngày thứ hai, đây sang ngày thứ ba rồi này. Vậy không biết là mất bao nhiêu ngày chúng ta mới phá hủy được cái tòa tháp này ta. Không biết được luôn. Cái thanh máu kia mình không biết là bao giờ anh em mình mới đánh thì nó mới giảm xuống đây. Bởi vì anh em qua 3 ngày rồi mà cảm giác nó chưa giảm xuống một tẹo nào ấy. Đấy, chắc mà một phần là cái do cái đam của mình tác động lên cái tòa tháp này nó chưa nhiều. Nên là cái tòa tháp này của mình nó đang chưa được cái nó chưa được gọi là đánh đau cho lắm. Nhưng mà cái thanh máu nó cũng tụt đi được một chút rồi kìa anh em kìa. 100% thì chắc nó phải giảm hết 1% rồi. Cái tòa tháp này thì nó sẽ đang giam giữ một cái cô gọi là cái cô gái, cô công chúa gì đấy. Còn anh em mình thì đang là một cái chàng lính, một chàng hiệp sĩ gì đó. Và đang cầm cái cây đàn đi để phá hủy cái tòa tháp này để cứu cái cô công chúa đấy anh em nhé. Ok, đến đêm thứ ba rồi này. Chuyển sang ngày thứ tư rồi đấy. Ôi, ui xổi ôi, đánh được có từng này thôi à. Ôi, cứ phải đi nhặt thêm cái này. Chắc là 90 đồng à. Mình cần 50 đồng để nâng cấp thêm mấy cái cây táo này để ăn thêm được nhiều quả hơn. Ok, mình sẽ ăn 3 cái quả táo này để tăng thêm cái thể lực, tăng thêm cái sức mạnh. Để có gì tí nữa còn nâng thêm cái gọi là sức mạnh để có thể đánh được cái tòa tháp này đau hơn anh em ạ. Đấy, đánh thêm hai cái quả táo này rơi xuống. Ây rồi, power up rồi. Đấy, bây giờ đánh thì nó sẽ mất trừ 60 này. Nhưng mà không biết là cái tòa tháp này nó có bao nhiêu máu nha. Không biết được số lượng chính xác là cái máu của cái tòa tháp này là bao nhiêu luôn anh em ạ. Nhưng mà bên này thì nó đang có, bên này thì đang có cái 200 này, cái 2000 vàng và cái này là cái 5000 con dê, con cừu này là 5000 vàng. Không biết là nó sẽ có tác dụng gì nhiều không nhỉ. Bên này thì nó có một cái bên này thì nó có một cái nhà, đây như kiểu nhà vệ sinh ấy nhỉ. Mất 100 vàng để nâng cái này, nâng thử xem nó là cái gì anh em nhá. Ô, là cái gì vậy? Là cái gì ta? Nâng cái đấy xong thì được cái gì vậy? Chưa thấy là nó có tác dụng gì luôn ấy. Cái game này thì nó ở trên web anh em nhá. Game này ở trên web anh em nhá. Mà cái đồ họa của cái game này khi mà mình bật full không tìm cách nào để cho nó full screen được. Nên là cảm giác là mình phải scale cái hình ảnh lên nên là cảm giác nó hơi mờ một chút. Anh em thông cảm giúp mình nha. Chứ không phải là do chất lượng video nữa. À do anh em là chất lượng video bị sao đâu mà do cái game này nó không full screen được anh em ạ. Ô, đánh con gà này không biết được cái gì không? Ô, đánh con gà được trứng này. Đánh con gà được trứng, à. Đánh cái con gà được trứng, à. Thì ra cái chuồng vừa nãy anh em mình nâng nó là cái chuồng gà. Ừ, nó là cái chuồng gà. Khi mà anh em mình đánh cái chuồng gà này ấy, thì anh em mình, à, khi mà anh em đánh con gà nó sẽ để ra trứng. Và để ra trứng thì anh em mình tăng được kinh nghiệm, tăng được level lên. Ồ, nó là chuồng gà anh em ạ. Mình tưởng nó là cái chuồng về cái nhà vệ sinh. Ảo thật. Ấy, ấy, ôi, kiếm thêm tí vàng, kiếm thêm tí vàng nào. Sắp đủ 200 rồi này, sắp đủ 200 rồi này. Mình sẽ nâng lên xem mà nó... Ây ôi, hơn 200 rồi, mình nâng thử anh em nhá. Nâng thử cái này nha. Đây rồi, nâng thử cái này. Ô, nâng lên được cái gì? À, vừa nãy thì cầm cây đàn, bây giờ thì cầm chảo. Ô, tăng thêm đam. Mà lại còn rơi được cả kim cương. Ai chà. Được cái chứ nhờ, được cái chứ nhờ. Ờ, nâng hóa ra là cái lò rèn này là để chúng ta nâng cấp vũ khí anh em ạ. Vừa nãy thì cầm cây đàn guitar, còn bây giờ thì anh em mình lại cầm cái chảo ạ. PUBG à, đang kiểu viết nhạc phổ thơ các kiểu với cây đàn chuyển sang chạy bo với lại chảo PUBG à. Ác thật đấy, thú vị đấy. Ok, ui, một cục kim cương là bằng 3 cái cục vàng kia anh em ạ. Anh ngon. Được cái chứ, được cái chứ. Ồ, trên này thì cứ tập trung để farm cái vũ khí lên nhỉ. Anh em mình kiếm thêm 400 nữa để nâng thử
nâng thử cái lò rèn lên cấp 2 thử xem nó như thế nào. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi, đây rồi. 400 này. Ơi, từ từ lấy quả trứng cái đã, lấy quả trứng. Ok, đây nâng lên anh em nhá, nâng này. Ô, bây giờ thì lại cầm gậy đánh gốp anh em ạ. Giờ thì lại cầm gậy đánh gốp anh em ơi. Bây giờ thì cầm gậy đánh gốp. Ô. Cái gậy đánh gốp này đánh ra kim cương hay ra gì khác không? Ô, ra toàn bộ là kim cương. À không, ra cả ngọc trai hay cái gì anh em ạ? Ra cả ngọc trai hay cái gì ấy. Cái ngọc trai này nó cộng 5 này. Ai chà, được cái chứ nhở. Đam to lên hẳn hoi nha, đam lên 160 luôn. Và nó không còn rơi cục vàng nữa mà bây giờ nó rơi ngọc trai anh em ơi. Ai chà, được cái chứ nhở. Ok, thế này thì anh em mình sẽ farm vàng nhanh hơn đấy. Anh em mình sẽ farm vàng nhanh hơn. Được. Một cục kim cương thì bằng 3 cục vàng. Còn một cục ngọc trai kia để bằng 5 cục vàng. Đẹp quá đẹp luôn. Ôi thế bao giờ mới farm vỡ cái thành này vậy? Lâu thế. Quánh lâu vậy. Thực sự là lâu luôn ấy. Hơn 900 vàng rồi này. Ăn nốt cái đợt rơi này là anh em mình hơn 1.000 này. Đây rồi. Cho cái lò rèn lên cấp 3 anh em này. Đấy. Ai chà. Ô. Bây giờ thì lại cầm gậy selfie anh em ạ. Giờ thì lại cầm gậy selfie để đi đánh tòa tháp à. Ô buồn cười. Ôi rơi nhẫn kìa. Ôi nhẫn. Ôi một nhẫn bằng 10 vàng nha. Ai chà. Được cái chứ nhờ. Đánh 200 đam luôn. Ồ một nhẫn bằng 10 vàng luôn ạ. Ác thật. Được luôn đấy chứ nhờ. Đây. Đánh tiếp. 2.700 rồi anh em ơi. 2.700 rồi. Ôi tính ra là nâng cái vũ khí lên luôn nhỉ. À sang đây làm vài quả táo đã. Đằng nào cũng cho nó lên level luôn anh em ơi. Đấy, power up luôn này. Đấy. Sau này anh em mình nâng thêm vũ khí nữa này. Một phát nữa này. Ô, bây giờ cầm súng nha anh em. Bây giờ cầm khẩu súng. Khẩu này giống khẩu M200 ở trong bóc gì thế nhở? Đúng nhở? Ờ. Ôi, bây giờ đánh nó ra được ngọc lục bảo này. À, nó không phải. Ngọc này là ngọc gì nhở? Cái ngọc màu tím này là ngọc gì ta? Ờ, ngọc lục bảo là cái màu xanh. Còn này ruby à? Đúng ruby không, đúng không nhở? Ruby là màu đỏ chứ đúng không? Đây là sapphire, sapphire hay là ruby chứ? Màu tím này. Ôi được 15 vàng cho một cục màu tím á. Được á anh em ơi, được á. Cần 6.500 để nâng thêm một cấp vũ khí nữa. Nhưng mà chắc là mình sang nâng cái túi túi vàng này lên nhá. Đây, 2.000 nâng túi vàng lên thử xem nào. Cái này là sẽ được cái gì? Ủa cái đánh cái con này xong thì được cái gì nhỉ? Nâng cái này xong thì được cái gì nhỉ? Đánh cái đấy xong được cái gì vậy? Hình như con này nó tự đi nó nhặt đúng không? À ừ đúng rồi. Cái con này nó sẽ tự đi nó nhặt vàng cho anh em mình à. À ngon. Thế thì nhiệm vụ của anh em mình là chỉ việc đánh thôi à? Ờ à, cũng được. Nó tự đi nó nhặt luôn kìa. Nhưng mà con này đi chậm quá. Đi chậm thực sự luôn ấy. Có nhặt được không? Có làm được việc không? Sao mất 2.000 vàng để ta nâng mày lên mà mày đi chậm thế à? Làm ơn mày đi nhanh giúp tao được không? Ôi 5.000 rồi anh em ơi. Ra nâng thử con cừu xem nào. Đây, con cừu này anh em mình mất 5.000. Ô, kìa, chạy đâu ấy? À, nó hút cái này cho giúp cho mình. À, ô, con cừu này nó hút cái này giúp cho mình à? Ngon, được phết. Ô, nhưng mà, con cừu này nó cũng hút cho được ngọc tím anh em ạ. Ô, thì cũng được cái chứ nhở. Ô, thì cùng hút luôn anh em nhá, cùng hút luôn. Nào, hoàn dô ta nào. Uầy, được đấy. Tiếp đi. Hút mạnh mẽ lên. Mình sẽ lấy thêm khoảng 6.500 nha. Mình sẽ cố nâng thêm được khoảng 6.500 nữa. Để mình nâng cái lò rèn, nâng thêm cái vũ khí mới. Để đánh cho nó khỏe hơn nha anh em. Tính ra bất kể cái gì nó rơi xuống đất mà anh em mình không nhặt ấy, là một lúc sau nó đều tự biến mất luôn ấy. Phí thật. Ôi 7.000 mấy rồi kìa. Thôi đã chót rồi, mình đợi lúc 10.000 luôn. 10.000 rồi anh em ơi, 10.000 rồi. Nào, nâng thêm vũ khí mới nha anh em. Lên vũ khí mới này. Ui, bây giờ là anh em mình cầm cái gì đây? Cái này là cái gì nhở? Đam này to hơn đấy. Ui, rơi được cái cúp này. Cái cúp này thì bằng 30 vàng luôn. Ngon. Ôi, cái này là cái gì ta? Cái này nhìn nó khá giống cái không rõ là cái này là cái gì nữa nhưng mà
nhìn nó khá giống mấy cái liên quan đến búa đinh cái gì đó thì phải ấy. Ờ nhưng mà nhìn chất đấy, nhìn chất đấy, đánh tam to hơn hẳn luôn. Chuẩn bị lên 15.000 anh em ạ. Đây rồi, chuẩn bị 15.000 đi rồi. Ôi, ôi 15.000 rồi anh em ơi. Ra thử xem nào, ra nâng thử xem nào. Nâng thử phát nha. Ui, bây giờ cầm cái dìu to như thế này thì đừng hỏi tại sao đánh nó không ghê. Ui, bây giờ đánh nó ra cả cái vương miện kia luôn. Cái vương miện thì sẽ bằng 50 vàng anh em ơi. Cái vương miện sẽ bằng 50 vàng luôn. Đánh thì 300, đánh thì 480 đam. Ui, ngon luôn đấy chứ, ngon luôn đấy chứ. Được cái chứ nhở, được cái chứ nhở. Ui, ui, 37.000 này. Nốt cái tên này là anh em mình sẽ lên được 40.000 này. Nào, nâng thử cái này xem nào. Nâng xem bây giờ là sẽ cầm cái vũ khí gì nào. Ui, bây giờ thì cầm bàn là. Vãi trưởng thật. Cầm bàn là, ơ kìa. Đang cầm cái dìu kia nhìn lực vãi trưởng nha. Bây giờ là sang cầm bàn là. Ô nhưng mà đánh cái bàn là này xong thì rơi được cái hòm này. Rơi được cái dương này. Cái dương này thì được 100 vàng nha anh em. Cái dương này được 100 vàng. Ai chả ghê gớm nhờ, ghê gớm nhờ, ghê gớm nhờ. Được nhờ, được nhờ, được nhờ. Rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Tính ra nếu như bây giờ mình nâng cái chuồng gà cái lên nữa đi. Mình ra mình nâng cái chuồng gà cái lên nữa. Cho lên vài cấp nữa thì gà nó sẽ ra liên tục. Anh em mình sẽ farm gà rất là nhiều luôn. À, cứ đánh này, đánh này, đánh này. Trứng nó sẽ rất là nhiều. Trứng nó sẽ rất là nhiều luôn và anh em mình sẽ ăn. Nhưng mà tính ra là cái quả trứng gà này sẽ không được tăng quá nhiều thể lực và kinh nghiệm giống như kiểu là cái cây táo kia nhở. Ý là nâng cây táo kia là hợp lý hơn đấy. Cây táo này nó rơi, anh em mình ăn táo thì nó tăng được cái ấy nhiều hơn đấy. À, ấy, nhiều táo này mà. Ăn xong là lên cả đống thể lực các thứ luôn. Đấy, bây giờ thì anh em nhìn này. Nhiều vàng thực sự luôn ấy. Mỗi một lần mà anh em mình đánh xong, anh em đi nhặt cái hòm nó rơi với cái thứ này. Bây giờ là ối vàng luôn. Mà đánh được hơn nửa máu cái thành này rồi. Đánh được hơn nửa máu cái thành này rồi. Anh em mình cố farm đi. Cố farm lên 50.000 ra mà nâng thêm một lần cấp độ vũ khí nữa. Xem mà nó như thế nào này anh em này. Không biết là cái này có phải là cái cấp độ 1 của cái tòa tháp này không. Ừ, nếu như mà nó còn cấp độ 2 nữa thì ối rồi đấy. Nếu như mà nó còn cấp độ 2 nữa thì đánh lâu lắm. Cấp độ 1 cái tháp nó khỏe, nó đã nhiều như này rồi. Không biết là cấp độ 2 nó còn như thế nào nữa. Đấy, nhặt bên này, đúng rồi, 117.000. Mình sẽ cho lên khoảng 130.000 vàng nhá. Mình sẽ lấy lên khoảng 130.000 vàng. Rồi bắt đầu mình mới vào mình nâng cái vũ khí. Đấy, 123.000 rồi này, nó nhanh thôi. Ui, ngày 40 rồi. 40 ngày rồi. Ai chuẩn thật. Ơi 128.000 này. Ơi 130.000 này. Nâng nhá anh em nhá, nâng vũ khí mới nhá. Ô oh, bây giờ cầm cái chùy này. Cái chùy này bây giờ đánh là nhìn thốn này. Đánh nó sẽ rơi ra cái gì? Đánh nó rơi ra cái gì? À bây giờ nó rơi, nó sẽ rơi ra toàn bộ là nó sẽ không rơi ra cúp nữa, nó không rơi ra ngọc những cái thứ nữa. Mà nó rơi sẽ rơi ra toàn bộ là dương và cái vương miện anh em ạ. Ồ nhiều tôi phết. Và đam nó sẽ to hơn. Từ từ nâng cây táo lên một chút nữa đã nha. Nâng cây táo lên một tí nữa. Đấy. Rồi đánh một phát này. Ăn táo này. Ăn chết cả mồm luôn chứ. Wow. Chuẩn bị. Ôi chuẩn bị phá là cái tháp này rồi này. Ờ chuẩn bị phá là cái tháp này rồi này. Nhanh phết nhở. Đây rồi. Đúng là nâng vũ khí lên một chút nữa thôi là xong rồi. Đánh một vài cái thôi là xong rồi. Đây rồi. Nào xem nào. À đây rồi. Nó sụp rồi. Nó đổ rồi. Tháp này đổ rồi này. Tháp đổ rồi anh em ơi. Xem nào như nào nào. Rồi, kết quả sẽ làm sao nào? Đâu, công chúa đâu? Đừng nói là phải đánh thêm một lần nữa, phay mới nhá. Ơ, gì em rồi? Thank you for playing rồi. Uầy, được phết nhờ. Anh em mình mất 42 ngày và một số vàng tương đối lớn, phải tầm 1 triệu, 2 triệu vàng ấy. Thì anh em mình mới, à không, làm gì đến 1 triệu, 2 triệu vàng nhỉ? Chắc tầm khoảng đâu đấy là 500.000 vàng thôi, tầm ấy thôi. À, hoặc còn, 500.000 vàng. Tầm mấy thôi là anh em mình đã có thể phá được cái tòa thành, phá được cái tòa tháp và cứu công chúa. Và từ đó hoàng tử và công chúa sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc. Đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay để lại cho mình một like và subscribe kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Quả game tuy là đơn giản thôi, đồ họa tuy là cũng ABC ở bà cờ thôi, nhưng mà vui phết anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bye bye anh em.